Chào các bạn nhá. Hôm nay thì tôi sẽ review cho mọi người một cái công trình rất là nổi tiếng ở Hải Phòng mà chuẩn bị khánh thành. Đó là cây cầu Hoàng Văn Thụ. Các bạn nhìn ở phía đằng sau tôi kìa. Đấy, cây cầu Hoàng Văn Thụ đang chuẩn bị thông cầu. Thì nơi tôi đang đứng là bến phà Bính, huyền thoại một thời. Bến phà này thì trước đây là cái điểm nối giữa thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên, con đường huyết mạch. Nhưng mà từ khi thành phố xây con cầu Bính ở phía xa xa kia, đấy xa xa ấy, tôi không, các bạn không nhìn rõ đâu. Thế nhưng mà thì bến Bính này không còn tấp nập như ngày xưa nữa. Thỉnh thoảng thì chỉ còn những cái chuyến phà nhỏ nhỏ để phục vụ bà con đi qua lại thôi. Còn phía đằng sau tôi là một cái cầu mới, cầu Hoàng Văn Thụ sẽ nối liền giải trung tâm thành phố sang khu đô thị Bắc Sông Cấm của Thủy Nguyên. Đây là một cái con cầu chiến lược để giúp cho Hải Phòng phát triển thành phố về phía Bắc Sông Cấm. Bây giờ tôi sẽ dùng flycam để bay lên. Chúng ta sẽ cùng khám phá cái cây cầu Hoàng Văn Thụ này. Các bạn đón xem nhá. Rồi các bạn nhìn nhá. Thì flycam đã bay lên và các bạn nhìn thấy là cái cây cầu Hoàng Văn Thụ thì nó chỉ cách cái chỗ tôi đứng, tức là cái bến phà Bính một đoạn thôi, về phía bên tay phải. Bên dưới sông thì các cái tàu thuyền nhỏ vẫn đi lại. Nhưng mà chắc chắn là cái với cái gầm cầu này thì những cái tàu to ở ngoài cảng thì không đi qua được. Đấy, thì cái cầu Hoàng Văn Thụ là một cái công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Toàn bộ cái chiều dài của cầu thì rơi vào khoảng tầm 1,5 km. Cây cầu này thì được xây dựng bắc qua cái sông Cấm. Sông mà chúng ta nhìn thấy đấy là sông Cấm. Cây cầu này thì nó nối liền giữa phường Minh Khai, nội thành của thành phố Hải Phòng thuộc quận Hồng Bàng, với xã Tân Dương của huyện Thủy Nguyên. Tổng vốn đầu tư cho cái cây cầu này thì rơi vào khoảng 2.176 tỷ đồng. Nguồn vốn là từ vốn ngân sách thành phố cùng với lại các cái nguồn vốn do Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư. Và chủ đầu tư chính xây dựng cây cầu này là liên danh của Cianco 1, Trung Chính Hồng Hà. Thì các bạn nhìn đấy, từ phía này ấy, thì các bạn nhìn thấy các cái đường phố này. Đây là nối liền giữa cái đường Hoàng Văn Thụ. Đấy, đường Hoàng Văn Thụ này. Đấy, nối liền ra. Thì các bạn nhìn thấy là hai cái mố cầu của cầu Hoàng Văn Thụ này rất là đặc biệt, hình tròn. Và nó tạo ra cái điểm nhấn của cái cầu này. Hai cái đường lên xuống của cầu ở phía bên thành phố ấy, thì hai tầng và hình tròn, thiết kế đối xứng với nhau về hai bên. Thì các bạn nhìn thấy là cái cây cầu này là một trong những cái cây cầu mà được gọi là chiến lược. Nó không chỉ đơn thuần là về mặt giao thông mà nó còn có ý nghĩa rất là lớn. Nó mở rộng cái sự phát triển đô thị thành phố. Đặc biệt là việc cái công trình này nó khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố sang một vị trí mới, quy mô lớn hơn, hiện đại hơn, để nó là cái nền tảng để phát triển thành phố trong tương lai. Thì các bạn nhìn thấy là cái cầu này nó vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đáng lý ra là hôm nay đã xây dựng xong rồi, nhưng mà do một số các điều kiện nên là sẽ thông cầu vào ngày mùng 2 tháng 9. Thì các bạn nhìn thấy từ trên cao, từ phía nội đô Hải Phòng nhìn vào thì cây cầu này trông có một cái hình dáng rất là đặc biệt. Nó giống như là một cái linh ga rất là khổng lồ. Anh em vẫn vui nói chuyện là nó là trông giống rất giống một cái bộ phận nhạy cảm của đàn ông. Đấy. Thì cái cây cầu này thì nó nối liền với lại khu đô thị Bắc Sông Cấm. Nên mọi người nhìn thấy cái khoảng trống rất là mênh mông ở phía kia, thì đấy sẽ là khu đô thị Bắc Sông Cấm. Phía xa xa kia là V-Ship.
thì cái khu đô thị mới Bắc Sông Cấm này có quy mô khoảng 1.445 ha, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ, được xây dựng dựa trên ba cái xã là Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động, huyện Thủy Nguyên và phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và phường Máy Tơ nữa. Phía bên tay trái cây cầu ấy là các bạn nhìn thấy là cây cầu Bính. Cầu Bính là một trong cây cầu rất là dài và là huyết mạch, từ trước giờ vẫn là huyết mạch để nối giữa nội thành Hải Phòng với lại Thủy Nguyên. Còn bên cạnh thì các bạn nhìn thấy là khu đô thị Vinhome đấy, rất là đẹp. Đấy. Thì cái cây cầu Hoàng Văn Thụ này thì cái trục chính của nó rộng khoảng 90 mét của Bắc Sông Cấm. Và cái hình dáng của cái cây cầu Hoàng Văn Thụ này giống như cái cánh chim biển, có cầu vòm ống thép nhồi bê tông, rộng 33,5 và gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Đấy. Thì đây là cái dạng cầu rất là đẹp bởi cái hình dáng uốn lượn của nó. Nó tạo cái sự hài hòa trong cái cảnh quan của khu vực. Theo các nhà thầu ấy thì cái việc hợp long thành công cái đốt vòm chính của dự án cầu Hoàng Văn Thụ sẽ lập cái kỷ lục về xây dựng cầu tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Thì so với lại các cái dạng cầu vòm khác thì cầu vòm chạy giữa có khả năng áp dụng cái tỷ lệ lớn về nhịp. Đấy, đặc biệt là cái thiết kế này cũng tạo cái sự khác biệt với các cây cầu khác bắc qua sông Cấm như là cầu Bính, cầu Nguyễn Trãi hay cầu Bạch Đằng sau này. Các bạn nhìn thấy là từ phía Thủy Nguyên nhìn về thì cầu Hoàng Văn Thụ được nối liền với lại tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Chỗ đây là cái khách sạn và bưu điện. Thế còn xa xa kia thì các bạn nhìn thấy là cầu Lạc Long và phố đi bộ Tam Bạc, cảnh quan rất là đẹp. Cái thành phố chúng ta đã đổi mới rất là nhiều. Thì trong cái video clip sau thì tôi sẽ cố gắng review thêm một số những cái địa điểm khác về thành phố của chúng ta. Video ở đây thì kết thúc. Các bạn nhớ ấn subscribe hoặc là đăng ký kênh của tôi nhé. Xin chào các bạn.